thi thiên 149. Hallelujah! Hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài. Nguyện Israel mừng rỡ nơi đấng đã dựng nên mình. Nguyện con cá si vui vẻ nơi vua mình. Nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi khen danh Ngài. Dùng trống cơm và đơn cầm mà hát ngợi khen Ngài. Vì Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân sự Ngài. Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường nguyện các thánh ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên giường mình. Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ đặng báo thù các nước, hành phạt các dân, đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng trăng các tước vị chúng nó, để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh ngài được vinh hiển ấy. Hallelujah. Chương 5 rồi tôi thấy trong tay Hữu đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng bảy cái ấn. Tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ, cất tiếng lớn kêu rằng, ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này? Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa. Vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm về. Bây giờ, một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng, Chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Juda tức là chồi của vua David, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra. Tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sanh vật, cùng chính giữa các trưởng lão, có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có bảy sừng và bảy mắt, là bảy vì thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian chiên con bước tới lấy sách ở tay hữu đấng ngựa trên ngôi khi lấy sách bốn con sanh vật và hai mươi bốn trưởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt chiên con mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương đó là những lời cầu nguyện của các thánh chúng hát một bài ca mới rằng ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra vì ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Đoạn tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão có tiếng của vô số thiên sứ, thiên sứ hàng muôn hàng ngàn đồng nói lên một tiếng lớn rằng Chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép giàu có khôn ngoan năng lực tôn quý vinh hiển và ngợi khen tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời dưới đất bên dưới đất trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời rồi bốn con sanh vật đều nói amen và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Chương 3 Sau các việc ấy, vua Asheru thăng chức cho Haman, con trai của Hamedatha người Aga, và làm nổi danh người, đặt ngôi người trên các quan trưởng ở cung vua. Hết thảy thần bộc ở tại nơi cửa vua đều cúi xuống lại Aman vì về phần người, vua đã truyền bảo như vậy. Nhưng mặt đôi chê không cúi xuống cũng không lại người. Các thần bộc ở nơi cửa vua bèn nói với mặt đôi chê rằng, cớ sao ông phạm mạng vua? Sải vì chúng nói với người ngày này qua ngày kia mà người chẳng khứng nghe đến, thì chúng cáo cho ha mang hai đặng thử xem sự tình của mặt đôi chê có thắng chăng, vì người đã tỏ cho chúng rằng mình là người Judah. Khi Haman thấy mặt đôi chê không cúi xuống và không lại mình bằng nổi giận dữ. Người ta đã học cho Haman biết mặt đôi chê là người Juda nên người cho sự tra tay trên một mình mặt đôi chê là một sự nhỏ mọn. Người bằng tìm mưu giết hết thải dân Juda là tông tộc của mặt đôi chê ở trong toàn nước Asheru. Tháng Giêng là tháng Nisan, năm thứ 12 đời vua Asheru. Người ta bỏ phu rơ, nghĩa là bỏ thăm, mỗi ngày, mỗi tháng tại trước mặt Haman, cho đến tháng 12 là tháng Ada. Haman tâu với vua Asheru rằng, có một dân tộc tản mãn, tải rác ra giữa các dân tộc trong những tỉnh của nước vua. Luật pháp của chúng nó khác hơn luật pháp của các dân khác. Lại chúng nó cũng không tuân theo luật pháp của vua. Dung chúng nó chẳng tiện cho vua. Nếu điều đó vừa ý vua, khá gián chiếu chỉ truyền tuyệt diệt chúng nó đi. Rồi tôi sẽ cân 10.000 ta lân bạc phó vào tay những quan đốc tư để đem vào kho vua. Vua bèn cổi chiếc nhẫn khỏi tay mình trao cho Haman, con trai Hamedatha người Agat, kẻ cừu địch dân Juda. Vua nói với Haman rằng, bạc đã ban cho ngươi, dân sự cũng phó cho ngươi, để làm điều chi mặc ý ngươi. Tháng Giêng, ngày 13, thì đòi những thầy thơ ký của vua đến. Rồi tùy theo mọi điều Haman truyền dặn, người ta nhân danh Asheru viết chiếu cho các quan trấn thủ của vua, cho các quan cai quản mỗi tỉnh và cho trưởng tộc của mỗi dân tộc. Tỉnh nào dùng chữ nấy, dân tộc nào theo thổ âm nấy. Đoạn họ lấy chiếc nhẫn của vua mà đóng ấn. Rồi họ gửi các thơ bởi lính trạm cho các tỉnh của vua, đặng giải biểu rằng, nhằm ngày 13 tháng 12, tức là tháng Ada, phải trừ diệt, giết chết và làm cho hư mất hết thảy dân Juda trong một ngày đó, vô luận người già, kẻ trẻ, con nhỏ hay là đàn bà và cướp giật tài sản của chúng nó. Để cho chiếu chỉ được tuyên bố trong mỗi tỉnh, có bản sao lục đem rao cho các dân tộc biết, hầu cho chúng đều sẵn sàng về ngày đó. Các lính trạm vân lệnh vua vội vàng đi ra, chiếu chỉ này cũng truyền ra tại Kinh Đô Đoạn, vua và Haman ngồi lại uống rượu, còn thành Sư Sơ đều hoảng kinh. Chương 4 Và khi mặt đôi chê biết hết mọi điều ấy, bèn xé áo mình, mặc lấy một cái bao và phủ trò, rồi đi ra giữa thành, lấy tiếng lớn kêu khóc cách cay đắng. Người cũng đi đến tận trước cửa vua, vì ai mặc cái bao bị cấm không cho vào cửa của vua. Phàm trong mỗi tỉnh, nơi nào mạng lệnh vua và chiếu chỉ người đã đến, thì trong dân Giu-đa bèn có sự thảm sầu, kiên cử ăn, khóc lóc và kêu vang. Lại có nhiều người lấy bao và cho làm giường mình. Các nàng hầu bà Esete và những hoạn quan bà đều đến thuật lại sự ấy cho bà. Hoàng hậu bèn buồn rầu lắm gửi quần áo cho mặt đôi chê mặt để lột bao khỏi mình người nhưng người không khứng nhận. Bây giờ bà ECT gọi Ha Thác, một hoạn quan của vua mà vua đã đặt hầu trực bà, rồi biểu người đi đến mặt đôi chê hỏi cho biết có việc gì và nhân sao đã có vậy. Ha Thác bèn đi ra đến mặt đôi chê tại nơi phố thành ở trước cửa vua. Mặt đôi chê thuật lại mọi điều đã xảy đến mình và số bạc Ha Mang đã hứa đóng vào kho vua đặng có phép tuyệt diệt dân Juda. Người cũng đưa cho Hoàng quan một bản sao lục chiếu chỉ đã truyền ra tại Susa đặng tuyệt diệt dân Juda để Hoàng quan chỉ cho bà ECT xem và biết cùng biểu người khuyên bà vào cùng vua trước mặt vua nài xin ơn vua và cầu khẩn dùm cho dân tộc mình. Ha thác bèn trở về thuộc lại cho bà ECT mọi lời của mặt đôi chê. Bây giờ bà ECT nói với Ha Thác và sai người nói lại với mặt đôi chê rằng, Các thần bộc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng, hễ ai, bất luận nam hay nữ, vào cùng vua tại nội viện mà không được lịnh vời, thì ai đó theo luật đã định tất phải bị xử tử đi, miễn là được vua dơ cây phủ việc vàng ra thì mới sống. Nhưng đã ba mươi ngày dài, tôi không được vời vào cung vua. Người ta thuộc lại cho mặt Đôi Chê các lời của bà Esht. Mặt Đôi Chê biểu đáp lại cùng bà Esht rằng: Chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua ngươi sẽ được thoát khỏi phải hơn mọi người Juda khác, vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đây, dân Juda hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất. Song, nào ai biết rằng chẳng phải vì có cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao? Bà ECT bèn biểu đáp lại cùng mặt đôi che rằng, Hãy đi nhóm hiệp các người Juda ở tại Susa, rồi hãy vì tôi kiên cử ăn trong ba ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết. Tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiên cử ăn nữa. Như vậy, tôi sẽ vào cùng vua là việc trái luật pháp. Nếu tôi phải chết, thì tôi chết. Mặc đôi chê bèn đi và làm theo mọi điều bà EST đã dặn biểu mình